chỉ bài kiểm tra cho đứa bạn xong rồi nó điểm cao hơn mình, tức quá trời tức luôn. Cùng mình làm món bánh rán tuổi thơ siêu đơn giản và nghe câu chuyện dở khóc dở cười này nha. Chả là hôm nay Quỳnh có cho các bạn học sinh trong lớp của Quỳnh làm một bài kiểm tra để ôn lại những gì mà các bạn đã học. Sau khi chấm điểm và phát bài kiểm tra ra rồi thì tự nhiên một bạn ở trong lớp của Quỳnh tức giận và khóc lên. Rồi Quỳnh thấy bạn đó chửi xối xả vào các bạn kế bên luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra hết thì Quỳnh mới lại hỏi là tại sao con lại lớn tiếng với bạn. Bạn đó vừa méo máo vừa trình bày với Quỳnh. Hồi nãy trong giờ kiểm tra bạn này bạn nói bạn không biết làm bài, bạn hỏi bài con nè, con chỉ bài cho bạn xong rồi bây giờ bạn được 10 điểm, con được có 8 điểm thôi. Quỳnh mới lấy hai bài kiểm tra xem thì bạn này bạn làm đúng hết 10 câu cho nên 10 điểm, còn bạn kia sai 2 câu cho nên 8 điểm. Thế là bạn đó mới tiếp tục méo máo khóc. Tại vì bạn kia bạn nói rằng bạn không biết làm bài cho nên con mới chỉ bạn mà vậy mà bạn được 10 điểm. Lúc mà con hỏi câu này thì bạn nói bạn không có biết nên bạn không có chỉ con. À thì ra là như vậy. Hóa ra là bạn kia vẫn biết làm bài rồi nhưng mà có một câu không biết làm cho nên hỏi bạn này thì tốt bụng chỉ. Bạn kia có hỏi bài lại nhưng mà bạn này lại không chắc chắn cho nên không dám chỉ. Thành ra cuối cùng chuyện là như vậy nhưng mà cô Quỳnh dặn là đang làm bài kiểm tra là không được nhìn bài, không được chỉ bài nhau mà. Đó, rút kinh nghiệm mai mốt làm bài kiểm tra thì bài này làm cũng không có được chỉ bạn luôn nghe chưa. Có ai thi xong học kỳ 1 rồi biết điểm của mình xong rồi khóc hu hu không? Cùng làm món khoai lang chiên dẻo cho ngày hôm nay và nghe tâm sự của bạn Thảo Phạm nha. Thảo năm nay học lớp 8 vừa hoàn thành xong học kỳ 1. Cấp 2 rồi cũng học nhiều môn và thi khó hơn hồi tiểu học nhiều. Trong lớp thì tất cả các môn môn nào Thảo cũng học được từ 7, 8, 9, 10 điểm trở lên. Tuy nhiên có một cái môn làm cho Thảo phải vò đầu bứt tóc đó chính là môn lịch sử. Mỗi lần kiểm tra là Thảo đau đầu tại vì quá nhiều ngày tháng năm phải nhớ. Thảo nói đầu của em não cá vàng lắm. Mỗi lần kiểm tra thì thầy cô dồn dập cho kiểm tra rất là nhiều môn cùng lúc. Em phải học rất là nhiều bài mà đến môn lịch sử thì có quá nhiều ngày tháng năm. Các sự kiện hỏi tới thì em nhớ hết nhưng mà ngày tháng năm thì em bó tay. Vừa thi học kỳ 1 xong em đã có điểm trung bình môn lịch sử đó là 4,9. Trời đất ơi, mém tí là không được qua môn rồi, chỉ thiếu có 0,1 thôi. Em đã năn nỉ cô dạy lịch sử của em, may quá cô thương mà cho em 0,1 cho nên em đã được điểm trung bình tròn là 5. Vì điểm trung bình 5 em đã được qua môn rồi không còn phải thi lại, tuy nhiên thì không được học sinh giỏi nữa. Xếp hạng của em nằm ở thứ 35 và em vừa bị mẹ đánh tét đứt. Em buồn quá và gửi câu chuyện của mình lên trên này, không biết có ai ở đây cùng cảnh ngộ với mình không ta. Thôi thì học kỳ 2 em sẽ cố gắng hết sức dành nhiều thời gian để cho môn lịch sử, nếu không thì tét đứt lần 2 với mẹ em. Làm chú chiên đi chị, ok em luôn, nhưng mà chị lười quá nên là làm chú chiên kiểu lười bằng lá hoành thánh luôn nha. Có ai đã từng trải qua khoảng thời gian đi học khốn khổ chỉ vì bạo lực học đường? Ở đây không nói bạo lực học đường bằng cách đánh nhau mà bạo lực ngôn từ còn đáng sợ hơn. Lần đầu tiên Quỳnh nhận được tâm sự của hai bạn gửi cùng một nội dung vào học cùng lớp luôn, đó là Trà My và Phước Thành đang học cấp 3 và là nạn nhân của bạo lực học đường. Mỗi ngày đi học đối với hai bạn giống như là địa ngục. Mẹ của Trà My làm công nhân quét dọn đường phố, bố thì đã bỏ theo người khác, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Ban ngày thì đi học trên trường, còn tối rảnh thì Trà My phụ mẹ đi dọn rác ở quanh đường cho mẹ xong công việc sớm. Một lần nọ đang làm thì đáp bạn chị xe ngang phát hiện, bọn nó cười lớn chọc ghẹo và đếm thẳng ly nước xuống trước mặt mẹ con My, sau đó phóng xe rồ đi. Còn Thành thì khù khờ hiền lành, là tâm điểm bắt nạt của bọn trong lớp, hay sai Thành đi mua đồ này kia lắm. Nhà của Thành nghèo, ba mẹ làm công nhân vất vả cho nên thường xuyên đóng học phí trễ. Cô giáo thì không ngần ngại trách móc trước lớp, bạn bè thì chọc ghẹo Thành hôi thối vì có mỗi một cái áo mặc suốt mấy năm. Cái bọn trong lớp đó còn tạo group chat riêng để nói xấu về hai đứa. Mỗi lần gặp My và Thành thì tụi nó đều bụng miệng cười khúc khích, tụi nó dùng những cái lời lẽ phải nói là rất là khốn khiếp. Mỗi ngày phải trải qua những điều này giống như là bị tra tấn tinh thần. Thành và My nói nếu có một điều ước em ước cho bọn nó phải trả giá thật đắt. Hai bạn đã phải chịu đựng điều này suốt từ năm lớp 11 cho đến lớp 12. Nghe xong câu chuyện của hai bạn thì Quỳnh cảm thấy rất là bức xúc. Quỳnh không thể giúp bạn được điều gì, chỉ có thể khuyên bạn thôi. Không ai có thể lựa chọn ba mẹ và gia đình kể từ khi sinh ra, nhưng mà mình có thể thay đổi được điều đó tốt đẹp hơn trong tương lai. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Năm nay các bạn đã học lớp 12 rồi, năm sau mình thi đại học là sẽ không còn phải gặp lại những cái người bạn đáng ghét đó nữa. Hãy cố gắng giữ tâm thật vững, bỏ ngoài tai những cái lời nói xấu của những người đó đi. Hãy cố gắng học và thi thật tốt để tương lai chúng nó sẽ là những người hối hận khi đã từng xem thường mình. Mà đừng lo, núi cao thì còn có núi cao hơn. Kẻ xấu thì cũng chắc chắn gặp lại kẻ xấu tương tự như vậy thôi. Đi học mà bị gắn ghép với bạn này bạn kia, đây là một trò đùa hết sức vô duyên, không biết có ai từng bị chưa ta. Câu chuyện được gửi bởi bạn Văn Hiếu cùng làm mochi.kem sữa và nghe nha. Trong lớp của Hiếu có một bạn nữ tên Vi, thành tích học thì kém nhất lớp. Vi cô không được xinh xắn với ngoại hình quá cỡ và nước da ngăm đen. Nhìn Vi lúc nào cũng lù khù cho nên đã trở thành tâm điểm chọc ghẹo của mấy đứa trong lớp. Một lần học thể dục trong giờ đánh bóng chuyền, mấy đứa trong lớp cố tình đánh bóng thiệt mạnh về phía của Vi để làm Vi bị thương. Xui xẻo cho Vi, trái bóng nó đập thẳng vào mặt của Vi, Vi té nhào xuống vậy mà tụi nó đứng cười ha ha. Mũi của Vi xịt máu và không ai giúp đỡ. Chưa kịp lên phòng y tế thì một đứa nữa đánh trái bóng vào lưng của Vi khiến Vi đau điếng và khóc òa lên. Hiếu thấy cảnh tượng hết sức nóng máu cho nên đã chạy ra và bên vực Vi. Hiếu đã dẫn Vi lên phòng y tế và báo lại với cô chủ nhiệm. Kết quả là mấy đứa đó bị cô chửi cho một trận và sau cái việc đó thì Hiếu đã trở thành tâm điểm bắt nạt của tụi nó luôn. Tụi nó gắn ghép Hiếu và Vi, nói rằng hai đứa bay là vợ chồng. Hiếu cực kỳ bực mình với chuyện đó tại vì căn bản là Hiếu không có thích Vi mà Hiếu đang có tình cảm với một bạn nữ khác. Lời đồn thì thường lan xa mà cho nên là cô bạn khác lớp, người mà Hiếu thích cũng biết luôn. Hiếu rất tức giận, mặc dù là nói cô rồi nhưng mà không có giải quyết được gì hết trơn á. Hiếu không có ghét Vi tại vì lỗi là của bọn kia. Hiếu gửi câu chuyện của mình và mong những ai nghe được thì hãy làm ơn dừng ngay trò đùa vô duyên đó lại. Những sự đùa giỡn quá trớn có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác trầm trọng đó.